Chào các em học sinh lớp 4. Hôm nay các em sẽ học tiếp luyện từ và câu tuần 28, ôn tập giữa học kỳ 2. Để tiết học đạt hiệu quả, các em hãy chuẩn bị đầy đủ sách vở và đồ dùng học tập. Ngồi học ở nơi có đầy đủ ánh sáng. Chúng ta cùng bắt đầu tiết học với cô nào. Mục tiêu của bài học hôm nay, bài học sẽ giúp các em hệ thống hóa từ ngữ, thành ngữ, tục ngữ đã học. Ôn tập về 3 kiểu câu kể đã học. Xác định đúng kiểu câu trong đoạn văn và hiểu tác dụng của chúng. Để đạt được mục tiêu này, bài học sẽ đi qua 2 hoạt động chính. Hoạt động 1, hệ thống hóa từ ngữ, thành ngữ, tục ngữ đã học qua các tiếp mở rộng vốn từ. Hoạt động 2, ôn tập 3 kiểu câu kể đã học. Các em hãy mở tiết số 4, phần ôn tập giữa học kỳ 2, sách giáo khoa tiếng Việt 4 trang 97 và cùng nhau hoàn thành với cô các bài tập sau. Bài tập 1. Ghi lại các từ ngữ đã học trong tiết mở rộng vốn từ theo chủ điểm. Trước khi làm bài, các em hãy nhắc lại các chủ điểm mình đã được học từ đầu học kỳ 2 đến giờ. Các em đã được học 3 chủ điểm. Người ta là hoa đất, vẻ đẹp muôn màu và những người quả cảm. Bây giờ, các em hãy mở sách giáo khoa, tìm các từ ngữ thuộc 3 chủ điểm trên trong các tiết mở rộng vốn từ và thống kê vào bảng theo mẫu của cô như sau. Chủ điểm người ta là hoa đất, cô có ví dụ từ tài giỏi. Chủ điểm vẻ đẹp muôn màu, cô có ví dụ từ tươi đẹp. Chủ điểm những người quả cảm, cô có ví dụ từ dũng cảm. Tương tự như vậy, các em hãy cùng suy nghĩ và làm bài. Trong chủ điểm người ta là hoa đất, những từ thể hiện tài năng của con người như tài năng, tài nghệ, tài hoa, tài đức, tài ba. Từ ngữ chỉ đặc điểm của một cơ thể khỏe mạnh như vạm vỡ, lực lưỡng, cân đối, rắn chắc. Các từ ngữ chỉ hoạt động có lợi cho sức khỏe của con người có từ tập thể dục, đi bộ, chơi thể thao, đá bóng. Trong chủ điểm vẻ đẹp muôn màu, từ ngữ thể hiện vẻ đẹp bên ngoài của con người có các từ đẹp đẽ, xinh tươi, xinh xắn, rực rỡ. Từ ngữ thể hiện vẻ đẹp tâm hồn, tính cách của con người có các từ như thùy mị, nết na, dịu dàng, đôn hậu, chân thật. Từ ngữ thể hiện vẻ đẹp của thiên nhiên, cảnh vật, chúng ta có các từ hùng vĩ, tráng lệ, sặc sỡ, cổ kính. Chủ điểm những người quả cảm, những từ ngữ thể hiện sự dũng cảm của con người, chúng ta có các từ gan dạ, anh hùng, anh dũng, can đảm, can trường, táo bạo, quả cảm. Ngoài những từ cô vừa cho trên bảng, các bạn có thể tìm thêm rất nhiều những từ khác nữa. Thông qua bài tập số 1, các em đã tìm được rất nhiều các từ ngữ thuộc 3 chủ điểm đã học. Trước khi bước sang bài tập 2, chúng ta cùng tham gia một trò chơi nhỏ của cô nào. Trò chơi có tên đuổi hình bắt chữ. Luật chơi như sau. Cô có các bức tranh minh họa cho các câu thành ngữ, tục ngữ. Trong thời gian 5 giây, các em phải tìm ra câu thành ngữ, tục ngữ được nói đến trong bức tranh đó. Các em đã sẵn sàng tham gia vào trò chơi của cô chưa? Chúng ta cùng bắt đầu nào! Bức tranh thứ nhất. Câu thành ngữ tục ngữ tương ứng với bức tranh này chính là chuông có đánh mới kêu, đèn có khêu mới tỏ. Chúc mừng các bạn có đáp án đúng.
Bức tranh thứ hai. Câu thành ngữ tục ngữ tương ứng với bức tranh này đó là khỏe như voi. Chúng ta cùng đến với bức tranh thứ ba. Câu thành ngữ tục ngữ muốn nói đến ở đây đó là nhanh như cắt. Chúc mừng các bạn có đáp án đúng. Bức tranh tiếp theo. Câu thành ngữ tục ngữ tương ứng với bức tranh này chính là câu mặt tươi như hoa. Cô chúc mừng các con. Bức tranh tiếp theo. Câu thành ngữ tục ngữ minh họa cho bức tranh này đó chính là câu vào sinh ra tử. Bức tranh cuối cùng. Câu thành ngữ tục ngữ tương ứng với bức tranh này chính là gan vàng dạ sắt. Cô chúc mừng tất cả các bạn có các đáp án đúng trong trò chơi vừa rồi. Qua trò chơi, các em đã đoán được rất nhiều câu thành ngữ tục ngữ qua các bức tranh. Các câu thành ngữ tục ngữ này các em đã được học trong chương trình từ đầu học kỳ 2 đến giờ. Chúng ta sẽ cùng tổng kết lại các câu thành ngữ tục ngữ đó thông qua bài tập số 2 sau đây. Bài tập 2. Ghi lại một thành ngữ hoặc một tục ngữ đã học trong các chủ điểm. Ba chủ điểm chúng ta vừa làm ở bài tập 1 đó là người ta là hoa đất, vẻ đẹp muôn màu, những người quả cảm. Các em hãy ghi lại những câu thành ngữ, tục ngữ theo đúng chủ điểm mà các em đã học. Chúng ta cùng suy nghĩ và làm bài. Chủ điểm người ta là hoa đất. Chúng ta có các câu thành ngữ tục ngữ như khỏe như voi, nhanh như cắt, nước lã mà vã nên hồ, tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan, hay câu người ta là hoa đất. Trong chủ điểm vẻ đẹp muôn màu, chúng ta có các câu thành ngữ tục ngữ mặt tươi như hoa, đẹp người đẹp nết, tốt gỗ hơn tốt nước sơn, cái nét đánh chết cái đẹp. Trong chủ điểm những người quả cảm, chúng ta có các câu thành ngữ tục ngữ gan vàng dạ sắt, vào sinh ra tử. Đây là bài tập số 2. Chúng ta cùng nhau bước qua bài tập tiếp theo, bài tập số 3. Bài tập 3. Chọn từ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống. Câu A. Một người ba chấm vẹn toàn. Nét chạm trổ ba chấm. Phát hiện và bồi dưỡng những ba chấm trẻ. Các từ trong ngoặc đơn là tài năng, tài đức, tài hoa. Câu B. Ghi nhiều bàn thắng ba chấm. Một ngày ba chấm. Những kỷ niệm ba chấm. Các từ trong ngoặc đơn là đẹp trời, đẹp đẽ, đẹp mắt. Câu C. Một ba chấm dịt xe tăng. Có ba chấm đấu tranh. Ba chấm nhận khuyết điểm. Các từ trong ngoặc đơn là dũng khí, dũng sĩ, dũng cảm. Để làm được bài tập này, các em lần lượt ghép các từ cho sẵn vào từng chỗ trống. Nếu các từ ngữ ghép đúng sẽ tạo thành một cụm từ có nghĩa. Cô có ví dụ câu thứ nhất. Một người ba chấm vẹn toàn. Cô sẽ thay các từ tài năng, tài đức, tài hoa lần lượt vào chỗ trống này. Sau khi thay, cô nhận thấy từ phù hợp nhất trong câu này là từ tài đức. Vậy cô điền vào chỗ trống từ tài đức, chúng ta sẽ có câu một người tài đức vẹn toàn. Tương tự như vậy, các em sẽ làm các câu tiếp theo ở nhà nhé. Các em vừa hoàn thành hoạt động 1, hệ thống hóa từ ngữ, thành ngữ, tục ngữ đã học trong các tiết mở rộng vốn từ.
Chúng ta cùng nhau bước sang hoạt động 2. Ôn tập 3 kiểu câu kể đã học. Bây giờ, các em hãy mở sách giáo khoa tiếng Việt 4 tập 2 trang 98 và cùng nhau hoàn thành với cô các bài tập sau. Bài tập 4. Phân biệt 3 kiểu câu kể bằng cách nêu định nghĩa, ví dụ về từng kiểu câu. Trong chương trình luyện từ và câu lớp 4, các em đã được học những kiểu câu kể nào? À đúng rồi, 3 kiểu câu kể các em đã được học là câu kể ai làm gì, ai thế nào và ai là gì. Các em hãy phân biệt 3 kiểu câu kể này bằng cách nêu định nghĩa và đặt câu ví dụ cho từng kiểu câu. Để giúp các em làm bài dễ dàng, khi nêu định nghĩa, các em hãy trả lời cho cô các câu hỏi sau. Chủ ngữ trả lời cho câu hỏi nào? Vị ngữ trong câu trả lời cho câu hỏi nào? Vị ngữ do từ ngữ nào tạo thành? Sau đó hãy đặt câu ví dụ minh họa cho từng kiểu câu. Các em hãy cùng suy nghĩ và làm bài. Trong câu kể ai làm gì, chủ ngữ trả lời cho câu hỏi ai, cái gì hoặc con gì. Vị ngữ trả lời cho câu hỏi làm gì. Vị ngữ do động từ hoặc cụm động từ tạo thành. Cô có ví dụ chúng em học bài. Trong câu kể ai thế nào, chủ ngữ trả lời cho câu hỏi ai, cái gì hoặc con gì. Vị ngữ trả lời cho câu hỏi thế nào. Vị ngữ do tính từ hoặc cụm tính từ, động từ hoặc cụm động từ tạo thành. Cô có một câu ví dụ như sau. Bên đường cây cối xanh um. Trong câu kể ai là gì, chủ ngữ trả lời cho câu hỏi ai, cái gì hoặc con gì. Vị ngữ trả lời cho câu hỏi là gì. Vị ngữ do danh từ hoặc cụm danh từ tạo thành. Cô có câu ví dụ. Bạn Lan là lớp trưởng lớp em. Qua bài tập số 4, các em đã nêu được định nghĩa và ví dụ của 3 kiểu câu kể đã học là ai làm gì, ai thế nào và ai là gì. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục xác định 3 kiểu câu kể đó trong một đoạn văn cụ thể qua bài tập tiếp theo. Bài tập số 5. Tìm 3 kiểu câu trên trong đoạn văn dưới đây, nêu rõ tác dụng của từng kiểu câu kể. Các em cùng theo dõi vào đoạn văn. Bấy giờ, tôi còn là một chú bé lên 10. Mỗi lần đi cắt cỏ, bao giờ tôi cũng tìm bứt một nắm cây mía đất, khoan khoái nằm xuống cạnh sọt cỏ đã đầy và nhấm nháp từng cây một. Buổi chiều ở làng ven sông yên tĩnh một cách lạ lùng. Theo Trần Hòa Bình. Các em hãy đọc thật kỹ đoạn văn, tìm 3 kiểu câu trên trong đoạn văn và nêu rõ tác dụng của từng kiểu câu. Chúng ta cùng suy nghĩ và làm bài. Câu thứ nhất trong đoạn văn: Bấy giờ tôi còn là một chú bé lên 10. Câu này thuộc kiểu câu ai là gì và tác dụng để giới thiệu về nhân vật tôi trong đoạn văn. Câu tiếp theo: Mỗi lần đi cắt cỏ, bao giờ tôi cũng tìm bứt một nắm cây mía đất, khoan khoái nằm xuống cạnh sọt cỏ đã đầy và nhấm nháp từng cây một. Câu này thuộc kiểu câu ai làm gì và tác dụng kể về các hoạt động của nhân vật tôi. Câu buổi chiều ở làng ven sông yên tĩnh một cách lạ lùng. Câu này thuộc kiểu câu ai thế nào và tác dụng kể về đặc điểm, trạng thái của buổi chiều ở làng ven sông. Các em vừa hoàn thành xong bài tập số 5. Bây giờ chúng ta cùng nhau sang bài tập tiếp theo nào. Bài tập 6. Hãy viết một đoạn văn ngắn về bác sĩ Ly trong truyện Khuất phục tên cướp biển đã học, trong đó có sử dụng 3 kiểu câu kể nói trên. Để viết được đoạn văn này, các em cần lưu ý:
Trong đoạn văn cần sử dụng câu kể ai là gì để giới thiệu hoặc nêu nhận định về bác sĩ Ly. Cô ví dụ như sau: bác sĩ Ly là một người quả cảm. Đây là một câu nêu nhận định về bác sĩ Ly. Sử dụng câu kể ai làm gì để kể về hành động của bác sĩ Ly. Cô có ví dụ: bác sĩ Ly đã khuất phục được tên cướp biển. Sử dụng câu kể ai thế nào để nói về đặc điểm tính cách của bác sĩ Ly. Cô có ví dụ: bác sĩ Ly hiền từ và nhân hậu. Dựa trên các gợi ý của cô, các em có thể suy nghĩ đặt các câu kể ai là gì, ai làm gì, ai thế nào và viết thành một đoạn văn ngắn theo đúng yêu cầu đề bài. Bài tập số 6 cũng đã kết thúc buổi học ngày hôm nay. Cô xin chào, tạm biệt các em. Chúc các em học bài thật tốt.